Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Vâng. Tiếp tục với series xe lăn hàng mới về bên đây. Vâng. Em vừa về một chiếc Nissan 2,5 tấn, chạy số sàn, tháp lưng 4m, bati barao, 3 tầng. Đấy. Và thêm chức năng là dịch giá. Đấy. Xe thì nhập Nhật nguyên chiếc. Đấy. Giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, chạy có hơn 6.000 giờ. Máy TD27. Nó trang bị 4 nốp hơi. Xe này về vẽ sơn tỉa qua các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Càng cái đang 1m07, 1m1 ấy. Xem xe đây. Xuất vào 2013. Xe nó hơi mở. Cái sàn. Các bác nhìn chạy giờ số cái hai tầng này nó rất là mới. Ba tay sang này. Hai tấn rưỡi. Đây. Cái phần này nó rất là mới. Mọi người cái bọc này rất là mới luôn. Đấy. Bati barao chỉ giá. Đây. Cái phần sơn này rất là sáng, rất là bóng, soi gương được các bác ạ. Đấy. Lỗi rất là êm luôn. Đây phần này vẫn còn này. Đây, ở đây các bác để quan sát được máy rất là khô này. Đó, máy kia. Đây, giờ đây. Sáu nghìn 188 giờ. Hơn 6.000 giờ. Đây. Đấy, máy TD7. Nổ rất êm và giòn các bạn. Không có khói luôn. Đây sao vận hành thử cho các bác xem. Rồi, đúng ạ. Gan tin rất là nhanh. Bơm khỏe. Rồi, giá. Rồi, em lên cao hết tầm luôn. Tầm 4m cao nhá. Rất cao luôn. Đấy, xe rất là đẹp. Nhật Nhật nguyên chiếc, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Đấy, cam kết các bác là hàng chuẩn Nhật bãi. Không, em không bán hàng quay đầu các bác nhá. Đấy, bán này chỉ bán hàng chất lượng thôi. Xe thì sẵn bãi em rồi, chuyên dùng để chui công, lưng hạ hàng trong container. Hoặc các bác có thể mua về các công ty xí nghiệp. Đấy, xe rất đẹp, đời cao, để lưng hàng trong xưởng, nhà máy. Chiếc này giá rất hợp lý thôi. Các bác có nhu cầu thay đổi chức năng thì em đều hỗ trợ thay đổi dầu của theo cầu của bác. Chỉ giá cho càng cần gù, có thể lắp thêm gầu nữa. Đấy. Giá là hơn 200 tí thôi, rất rẻ. Các bác có nhu cầu thì xin về alo coi với em, có hotline 0379875765, em để bên dưới góc hình. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Nếu các bác thấy video hay thì cho xin một like, abone lên kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới cho em. Vâng. Các bác mà muốn em giới thiệu hoặc review xe nào, quay chi tiết xe nào thì các bác có thể comment ở phần, các bác có thể bình luận ở dưới. Bình luận ở dưới để em quay và giới thiệu cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.